cứu tôi với, anh trai ơi, làm ơn hãy để tôi đi đi. Bạn không thấy thịt hải sâm của bạn rất ngon sao? À à, cứu tôi với, con bạch tuột chết tiệt kia. Ha <laughs> ha, các cậu không thể biết được là cơ thể tôi có thể tự tái tạo nhé. Này, đợi tôi với, đợi với nào? Nếu thích hãy like, share, subscribe, ủng hộ tim mình với nhé.